ở khán giả khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đã nhận được lời của Chúa Trời. Thật là một ân điển tuyệt vời. Thật là một Đức Chúa Trời vĩ đại mà chúng ta phục vụ. Tôi có thể nhìn thấy sự chữa lành của Chúa Trời, sự giải cứu của Chúa Trời đụng chạm bạn. Amen. Tôi có thể nhìn thấy sự giải cứu của Chúa Trời đụng chạm bạn. Amen. Tôi nhìn thấy sự giải cứu của Chúa Trời đụng chạm bạn. Amen. Một điều chúng ta phải biết rằng, Đức Chúa Trời sẽ không cảm động chúng ta cầu nguyện cho bất cứ điều gì mà không được phê chuẩn, cho phép bởi lời Kinh Thánh. Lòng của bạn phải hành động trên lời của Chúa Trời. Lòng của bạn cần phải thực hành theo lời của Chúa Trời. Bởi vì Chúa Trời sẽ không cảm động lòng tôi để cầu nguyện cho bất cứ điều gì mà không được cho phép bởi lời Kinh Thánh. Hãy nhận một tấm lòng biết nghe. Nhận tấm lòng biết lắng nghe. Amen. Hãy nhận một tấm lòng biết lắng nghe. Tấm lòng lắng nghe là một tấm lòng biết vâng lời. Hãy nhận nó trong danh Giê-xu. Amen. Tôi truyền lệnh sự giải cứu đó lên trên bạn trong danh Giê-xu. Amen. Tôi truyền lệnh sự giải cứu đó lên trên bạn trong danh Giê-xu. Amen. Trong danh Giê-xu. Amen. Hãy được giải cứu trong danh Giê-xu. Amen. Phải được giải cứu trong danh Giê-xu. Amen. Tôi truyền lệnh tất cả mọi linh ô uế đi ra mà đang hoạt động trong đời sống của bạn. Phải đi ra trong danh Giê-xu. Phải ra khỏi dân sự của ta. Out. Linh của sự thất bại. Out. Đi ra. Linh của sự thất bại. Out. Linh sự thụt lùi. Out. Linh của sự ác mộng. Linh của sự hành hạ. Rời khỏi dân sự của ta. Ngay bây giờ. Amen. Bất cứ xiềng xích nào mà bất cứ vật trung gian gì mà quỷ Satan sử dụng để nói bạn với nó phải được bẻ gãy trong danh Giê-xu. Phải được bẻ gãy trong danh Giê-xu. Tôi có thể nghe tiếng xiềng xích đang rơi xuống. Amen. Tôi có thể nghe tiếng xiềng xích rơi xuống. Amen. Xiềng xích của sự hành hạ, xiềng xích của sự đau đớn, xiềng xích của sự giày vò, xiềng xích của sự thụt lùi trì tệ, xiềng xích của sự thất bại, xiềng xích của bệnh tật phải được bẻ gãy trong danh Giê-xu Christ. Hãy nhận lấy một sự hướng đi mới, sự chỉ dẫn mới. Amen. Hãy nhận lấy một sự tập trung mới. Amen. Hãy nhận lấy một phương hướng mới. Amen. Hãy nhận lấy một sự tập trung mới trong danh Giê-xu. Amen. Tôi có thể nghe sự bứt phá. Bứt phá. Bứt phá. Bứt phá. Bứt phá. Bứt phá trong doanh nghiệp của bạn. Bứt phá trong kinh doanh của bạn, trong sự nghiệp của bạn. Bứt phá. Bứt phá trong hôn nhân. Bứt phá trong sức khỏe. Bứt phá trong danh Giê-xu. Hãy vui mừng lên. Amen. We have received the word of God. What a wonderful grace. What a God we serve. I can see God's healing, God's deliverance touching you. I can see God's deliverance touching you. I can see God's deliverance touching you. One thing we must know, God will not move us to pray for something that is not sanctioned by the scripture. Your heart must act upon the word. Your heart must act upon the word.
Because God will not move me to pray for something that is not sanctioned by the scripture. Receive a hearing heart. Receive a hearing heart. Receive a hearing heart. A hearing heart is obedient heart. Receive in the name of Jesus. I command that deliverance on you in the name of Jesus. I command that deliverance on you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. I command all unclean spirit operating in your life to live in the name of Jesus. Leave my people. Spirit of failure. Spirit of setback. Spirit of fracaso. Spirit of nightmare. De regression, de cauchemar. Spirit of affliction. Spirit of affliction. Leave my people. Spirit of affliction. Laisse mon peuple. Deja mi pueblo. Whatever chain Satan might have used, utilisé, whatever medium Satan might have used to connect you to himself, pour vous connecter à lui-même, be broken in the name of Jesus. Pour la connecter, c'est vrai que le nom de Jésus. Be broken in the name of Jesus. Soit brisé dans le nom de Jésus Christ. I can hear chains falling. I can hear chains falling. J'entends les chaînes tomber. Chain of affliction. Chain of affliction. Chain of affliction. Cadena de aflicción. Chain of setback. La chaîne de régression. Chain of failure. Cadena de aflicción. Chain of disease. Chain de échec, de maladie. Cadena de fracaso. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Receive a new direction. Recibe una nueva dirección. Recibe una nueva dirección. Receive a new focus. Una nueva focalización. Recibe un nuevo foco. Receive a new direction. Nouvelle direction. Nouvelle receive direction. A new focus. Nouvelle focalisation. In Jesus' name. Le nom de Jésus Christ. I can hear breakthrough. J'entends percer. Écoute au progresso. Breakthrough. Percer. Breakthrough. Progresso. Breakthrough. Percer. Breakthrough. Progresso. Breakthrough. Percer. Breakthrough. Progresso. Breakthrough. Percer. In your business. En tus negocios. Breakthrough. Dans vos affaires. In your career. En tu carrera. Breakthrough. Dans votre carrière. In your marriage. En tu matrimonio. Breakthrough. Dans votre mariage. In your health. Breakthrough. In Jesus' name. Progresso en el nombre de Jesús. Rejoice. Percer dans le nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous. Regocíjate.